Đặng Thu Thảo khoe ái nữ sắp vào lớp 1, Dung Mạo xinh như búp bê không hổ danh con gái thần tiên tỷ tỷ. Bé Sophie con gái đầu lòng của hoa hậu Đặng Thu Thảo nay sở hữu visual khiến ai cũng suýt xoa khen ngợi. Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa cập nhật lên trang cá nhân hình ảnh của con gái Sophie và khoe nhóc tí chuẩn bị bước vào lớp 1. Dù thỉnh thoảng Sophie cũng xuất hiện trong những bài đăng của mẹ, nhưng mỗi lần cô bé lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì sự thay đổi ngoại hình, càng lớn càng trổ nét xinh xắn ái nữ 6 tuổi của Đặng Thu Thảo sở hữu gương mặt hơi bầu bĩnh, nước da trắng, cộng thêm mái tóc ngắn mái thưa và phong cách ăn mặc rong những chia sẻ trước đó của thần tiên tỷ tỷ, cô từng kể cho con gái biết về những hoàn cảnh khó khăn bên ngoài cuộc sống và nói với con về điều kiện của gia đình mình. Bé Sophie đã có phản ứng khiến Đặng Thu Thảo vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cô bé nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con sống ở ngôi nhà như thế này. Đặng Thu Thảo chia sẻ, con gái thỉnh thoảng lại có những câu nói khiến mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp. Sophie cũng là cô bé có tính cách dịu dàng, ít khi nghịch phá, ngoan và hiểu chuyện. C-điệu đà khiến diện mạo toát lên vẻ rất ngọt ngào.